Ông chung nhé. Sao cái máy này không nét thế chú? Để cho đứng xem nha. Cho máy tính nha. Chết chết chết. Sao cũng không nét này chú? Cho máy tính nét. Vừa ai đến đến chơi phải không? Hả? Vừa ai đến chơi đấy tham quan à? Cái đám nghe. Ừ. Ừ. Cán bộ huyện đấy, có bí thư huyện ủy đấy. Nhưng mà nó sao lại đến đây? Bí thư xã, chủ tịch xã đây này. Chỉ đến chơi thôi gì hay như nào? Thăm mô hình mà nè. À, thăm mô hình à? Ừ. Mô hình để làm gì? Không biết. Thăm mô hình giết mổ ấy. À. Tên là rượu hoãng à? Rượu thiêu như thiêu đây. Tên là rượu thiêu á? Ừ. Ở đây là đang nhét nước trắng cái này chứ. Thế là rượu hoãng là rượu gì không nhỉ? Rượu hoãng khác. Thiêu. Thiêu. Uống này có đau đầu không? Uống nhiều thì nó say thôi, nó không đau đầu đâu. Ừ. Rượu nhà Nam vẫn đảm bảo hơn đúng không? À. Để vào không nghịch nữa. Đi ra đốt một quen. Để cho đốt cho chú. Chú để đây cô với được tớ không? Cô với tớ không? Thì với tớ xem cô với được không? Không. Kề ghế này nó làm gì? Giỏi phết nhỉ. Chắc thử một que rồi. Nhà đi. Thử một que nữa mà. Chơi đi. Thử rồi.